Thập trì liêm tâm, nhiễm độc trì được giải độc nhanh chóng nhờ chườm gan. Trong một thời gian rất ngắn, chỉ khoảng 6 tháng tính từ ngày 1 tháng 9 năm 2014, khi thầy Dư Quang Châu bắt đầu phổ biến kỹ thuật chườm gan bằng đá mát xa nóng, bộ môn thập trì liêm tâm của Trung tâm Cảm xạ Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Hà Nội đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khắp nơi trong và ngoài nước về tác dụng của phương pháp chườm gan đối với việc cải thiện sức khỏe, từ việc giúp ngủ ngon, điều hòa huyết áp, giảm cholesterol, mỡ máu, gan nhiễm mỡ, đến việc cải thiện bệnh gút, tiểu đường, nám da, vân vân. Nay chúng tôi còn được biết thêm về một trường hợp bị nhiễm độc trì. Em tên là Nguyễn Đăng Thành, ở Linh Hiệp, số 7 Gia Lâm, Hà Nội. Cái khi trước là em còn nhỏ, em đi bắn chim khoảng tầm 15 năm. Thì cái thời kỳ bắn chim em bắn bằng súng hơi và em có ngậm đạn trì nhiều. Thì sau đó nhiễm chất độc trì, người xám xịt hết cả người, cả mặt, mà người sức khỏe nó yếu. Thế một hôm cách đây khoảng hơn một năm, thì em có xem chương trình trên TV giới thiệu môn cảm xạ. Thế em hỏi về trung tâm thì biết là ở 6-7 triệu dạy cảm xạ. Thầy Dư Quang Châu thì có hướng dẫn một bài chườm đá massage. Trong khi em mua 2 viên đá massage về thì chườm được thời gian khoảng 1 tuần, thì thấy càng ngày da nó càng sáng, nhưng mà người thấy nó khỏe mạnh mà nó mềm mại hơn. Thế khi đến khi em chườm được khoảng 1 tháng thì thấy da nó sáng hẳn, và ai cũng ngỡ ngàng bảo làm cái gì mà da sáng thế. Như là nghĩ lại thì mới biết rằng là do chườm đá thì nó bay được cái phần nhiễm độc trì ở trong cơ thể. Tưởng chỉ những trường hợp trực tiếp xúc với trì như anh Nguyễn Đăng Thành thì mới bị trì gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nhưng không, đó mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Vì người bị nhiễm độc trì nhiều khi không có biểu hiện ra bên ngoài. Trong khi đó, thực tế, trì lại đang bủa vây cuộc sống con người. Trì len lỏi mọi lúc, mọi nơi, tác động đến tất cả chúng ta, không chừa một ai. Theo các nhà khoa học, trì không có vai trò sinh lý với cơ thể người, tức là không có bất kỳ tác dụng tốt nào, mà chỉ gây độc hại cho cơ thể dù với bất cứ nồng độ nhỏ nhất nào. Sinh ra nếu mà ở môi trường sạch sẽ thì vốn là trong người không hề có trì. Trì không có sự cần thiết gì cho cơ thể, cho nên trong các cấu thành cơ thể không có, trong máu xét nghiệm hoặc là có, nhưng vì luôn luôn sống trong môi trường có trì. Trì xâm nhập vào cơ thể qua những con đường hô hấp, tiêu hóa, da, nhau thai, sữa mẹ. Ngộ độc trì rất nguy hiểm, đặc biệt là đối với trẻ em, bởi nhiều trường hợp dù không có triệu chứng, song trì đã nhiễm và hủy hoại vĩnh viễn một số cơ quan chức năng trong cơ thể như gan, thận, tiêu hóa, não, vân vân. Trì nó sẽ vào cơ thể, nó sẽ lắng động vào các tổ chức cơ quan, trong đó có lắng động vào vào não, trong đó có lắng động vào tủy xương, trong đó có lắng động vào xương, và nó gây nên rất nhiều các cái bệnh tật. Nhiễm độc trì rất khó phát hiện, ngay cả những người có nồng độ trì trong máu cao cũng vẫn có biểu hiện hoàn toàn bình thường. Nếu bị nhiễm trì trong thời gian kéo dài, trì sẽ gắn chặt vào các tổ chức của cơ thể, đặc biệt là hệ cơ xương, khiến cho quá trình đào thải lại càng bị chậm. Riêng đối với trẻ em, hàm lượng trì có tỷ lệ nghịch với sự phát triển của chỉ số thông minh. Và trì nó ngấm vào nhu mô não thì nó gây lên những bệnh cảnh nhiễm độc thần kinh, nó lắng động vào các cái nhân chất xám và thứ, thì nó gây lên những bệnh cảnh là thần kinh, nó ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ của trẻ,
ảnh hưởng đến khả năng học tập, làm giảm sút chỉ số IQ, và nhẹ thì có thể là không thấy cháu biểu hiện gì, nhưng nặng hơn thì biểu hiện những cái biểu hiện nó rất không đặc hiệu, ví dụ chứa trẻ tự trở nên thành, có những đứa trẻ người ta mệnh danh là đứa trẻ khó tính, ngộ độc trì mà trở nên khó tính, hay quấy khóc, hay nghịch ngợm, thế và không có tập trung và bướng bỉnh vân vân, thì để đấy là những ngộ độc trẻ. Nếu mà ngộ độc nặng hơn ấy thì cháu có thể là lên cơn co giật cấp và hôn mê rồi tử vong nhanh chóng vì ngộ độc trì. Đấy, những cái ngộ độc nặng. Thế còn những cái ngộ độc mãn kéo dài thì trẻ sẽ thành còi cọc, chậm phát triển trí tuệ, thiếu máu. Còn người lớn bị nhiễm độc trì lâu ngày, bệnh trở thành mãn tính, dẫn tới suy thận, tổn thương thần kinh ngoại vi, giảm chức năng não bộ mà không thể phục hồi, sảy thai, vô sinh cả ở nam lẫn nữ. Các triệu chứng sớm có thể là suy nhược cơ thể, mệt mỏi, ngủ ít, nhức đầu, đau cơ xương, rối loạn tiêu hóa, đặc biệt là táo bón, đau dạ dày và ăn kém ngon. Rồi đến các chứng như huyết áp, tai biến não, liệt, thấp khớp, vân vân, thậm chí gây ung thư. Theo những cái nghiên cứu mà đã thống kê đấy, thì có một cái mối liên quan chặt chẽ giữa thư trì với lại ung thư. Có hại như vậy, nhưng vì những đặc tính đáng quý của trì là một kim loại có màu sắc đẹp, mềm dẻo, khả năng chịu nhiệt tốt, chịu mài mòn, chống ăn mòn, nên với mục tiêu giảm chi phí sản xuất, tăng sự bắt mắt về màu sắc, tạo hình thức đẹp, trì được ứng dụng vô cùng rộng rãi. Trì có mặt ở khắp nơi trong công nghiệp và trong sinh hoạt. Trì được sử dụng như một thành phần không thể thiếu trong công nghiệp tạo màu. Nó được ứng dụng trong ngành chế tạo sơn, chế tạo vét ni, làm đồ thủy tinh, làm gốm, tráng men, làm đồ chơi, vân vân. Trong ngành công nghiệp xây dựng, trì giúp chế tạo các loại thép có khả năng uốn cong và không bị phá hủy bởi môi trường. Trong sinh hoạt, trì có thể có trong đồ gia dụng, trong mỹ phẩm như các loại son, phấn, trì kẻ mắt, phấn mắt, chút mi mascara, vân vân. Trong đồ chơi, trang sức như đồng hồ, vòng đeo tay, dây buộc tóc, kẹp tóc bán đại trà. Trong một số vật dụng hàng ngày như ca, ly, chén bát được trang trí bởi các loại sơn kém chất lượng. Trong đồ dùng văn phòng phẩm, móc đeo chìa khóa, vật dụng chứa nước, tủ kệ, vân vân. Trong thực phẩm, đồ ăn đóng hộp, đồ ăn chế biến sẵn, rau trái cây được trồng ở những nơi có nguồn đất, nguồn nước bị ô nhiễm. Trong các loại đồ ăn cần ninh nấu như bắp ngô, khoai luộc, bánh chưng, vân vân. Mà vì lý do tiết kiệm chi phí, các cơ sở thường cho pin vào nước để luộc cho nhanh nhừ. Trong thuốc y học cổ truyền và thuốc bổ cho trẻ em như thuốc cam trị bệnh biếng ăn không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, hầu hết phân bón rau quả đều có trì ở các mức độ khác nhau. Ngay cả nước ăn chảy qua những ống dẫn nước có những mối hàn chứa trì khiến thực phẩm, nước uống đều bị ảnh hưởng. Do đó, quả là không quá khi nói có thể nhiễm độc trì mọi lúc, mọi nơi. Như vậy để thấy, một mặt trong sử dụng, người dân không thể phân biệt được sản phẩm có chứa trì. Mặt khác, nếu có biết thì vẫn phải chấp nhận chung sống với nguy cơ nhiễm độc trì. Ngộ độc trì mà để biểu hiện thành lâm sàng thì cũng là ngộ độc trì nặng rồi, là một. Và thứ hai là những cái biểu hiện của nó thì hoàn toàn là không phải là đặc hiệu, dễ bị chẩn đoán nhầm là suy nhược thần kinh
hay là suy nhược cơ thể nói chung, bởi vì nó vừa làm cho người ta là mất ngủ, là chán ăn, là mệt mỏi, lại vừa làm cho người ta thiếu máu, gầy gò đi, vừa làm cho người ta yếu ớt. Chì đang là sát thủ âm thầm tác động xấu đến sức khỏe cộng đồng, hay có thể nói chì tác động xấu đến chất lượng giống nòi. Trong khi đó, ở những trường hợp bị nhiễm độc chì nặng cần đến bệnh viện để dùng thuốc thải độc, thì theo ý kiến chuyên gia, bản thân thuốc giải độc chì lại cũng gây nhiễm độc cho cơ thể. Chì đã độc và các thuốc giải độc chì cũng độc. Giải độc bằng thuốc thì chắc chắn lại bị nhiễm độc. Còn con đường đào thải tự nhiên thì lại vô cùng chậm và khó hết hẳn. Hơn nữa, do điều kiện khách quan, chì luôn tiếp tục không ngừng xâm nhập cơ thể, nên cái trước chưa kịp đào thải thì cái sau đã lại tích tụ thêm chồng chất. Do đó, ngày nay, dù xã hội ngày càng văn minh, mức sống ngày càng được cải thiện, nhưng số người nửa ốm nửa khỏe trong xã hội ngày một nhiều và xu hướng bệnh tật ngày một tăng. Đặc biệt, các căn bệnh lạ khó chữa ngày càng xuất hiện nhiều, gây đau đầu cho tất cả chúng ta. Không khí ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm, thực phẩm ô nhiễm, nguy cơ nhiễm độc chì ẩn chứa khắp nơi. Chì đeo bám không buông tha một ai, mà chúng ta lại không thể tách rời môi trường sống. Vậy làm sao giải độc chì hiệu quả là băn khoăn của rất rất nhiều người. Nên chia sẻ của anh Nguyễn Đăng Thành ở Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội về việc giảm nhiễm độc chì nhờ chườm gan bằng đá đã làm lóe lên những tia hy vọng cho những người làm khoa học luôn tìm tòi giải pháp sức khỏe như chúng tôi, khi được biết trường hợp nhiễm độc chì lâu năm lại khá nặng như anh Thành, mà chỉ chườm gan có ít ngày đã thấy hiệu quả cải thiện thật rõ rệt. Hướng dẫn cho một số bà con, một số các dì ở trong gia đình cũng chườm đá, rồi hướng dẫn tập thập chỉ liên tâm, thấy các dì rất là tốt, da rẻ các dì cũng khỏe và người khỏe mạnh. Mỗi giờ có 60 lít máu đi qua gan, trong khi cơ thể chúng ta có trung bình từ 4 đến 5 lít máu. Chườm gan mỗi ngày 1 giờ đồng hồ sẽ làm ấm nóng dòng máu đến khắp nơi trong cơ thể, đến từng tế bào, đả thông bế tắc, loại bỏ chất độc hại, cung cấp oxy dưỡng chất cho tổ chức, phục hồi những tổn thương nhanh chóng. Để tự bảo vệ cơ thể, giải pháp chườm gan thập chỉ liên tâm kêu gọi: chúng ta làm sạch răng hàng ngày thì cũng nên làm sạch gan, làm sạch mạch máu mỗi ngày. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Hốp đi anh em, chườm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.
0326 811258.